bạn học sinh tên là Hà Nhật Nam ơi đây lớp mấy đây? Chả thấy ghi lớp gì cả Một điểm với lời phê là sai bét Xem lại bài của Minh Thư được 9 điểm Xem người ta làm thế nào Cô giáo căng thế nhỉ? Chúng ta hãy xem Đề bài là giải thích câu tụng ngữ học đi đôi với hành Thì bạn Nhật Nam đã làm thế này Bài làm Tức là khi đi uh, khi học thì phải đi đôi Phải đi ít nhất hai người Để phòng khi xe đạp hỏng đi con vứt lại một cái mà lai nhau <laughs> à còn với hành thì củ hành là thực phẩm không thể thiếu trong mối gian bếp của các gia đình nên tốt nhất là nên mang theo hai củ hành để phòng trừ tà ma ôi <laughs> cái gì đấy tại sao lại mang hành vì hành rẻ hơn tỏi tỏi cân 60 k còn hành có 40 k ôi <laughs> <laughs> xài bé hết rồi thời buổi này phải kinh tế chứ học đi đôi với hành tức là khi đi học với bạn thì nên mang theo hai củ hành. À, <laughs> cha ông ta đã rất tốt bụng khi nghĩ đến cảnh đi học vất vả, nắng nôi của học sinh <laughs> nên đã nghĩ ra câu tục ngữ này. Em xin cảm ơn rất nhiều vì phòng khi đi ăn mì tôm ngoài quán nếu quán hết hành em sẽ mang hai củ hành ra làm gia vị. Ôi ô, tôi lại anh luôn. Ngoài ra củ hành củ tỏi còn có tác dụng trừ tà má giúp chúng ta an toàn khi băng qua uh, cái gì đây? Các hẻm tối trong đêm. Câu tụ ngữ đã dặn dò rất cao đẳng và hiệu quả nên <laughs> chúng ta phải thực hiện ăn hành hàng ngày. Ôi <laughs> không biết là thật hay giả một cười quá. chết thật. Các bạn thấy bài văn như thế nào? Để lại bình luận của mình nha. Vui tươi quá, thoải mái quá. <laughs> Một bài thi của một em học sinh môn ngữ văn này, câu 1 này, suy nghĩ của em về ý kiến sau: Đừng chạy theo xu hướng mà quên bản thân, đừng vội vàng chấp nhận những giải pháp do người khác đưa ra trong khi mình chưa nỗ lực hết sức. Vân vân. Thì một em học sinh đã làm như thế này. Câu 1: Mỗi một người sinh ra đa số là ra đời một mình, rất ít khi ra đời hai người, ba người. Do đó, có thể nói chúng ta là những cá thể riêng biệt, độc lập với cơ thể khác và suy nghĩ cũng khác và tất nhiên tương lai cũng khác. Câu nói đừng chạy theo xu hướng mà quên bản thân, đừng vội vàng chấp nhận những giải pháp do người khác đưa ra trong khi mình chưa nỗ lực hết sức là câu nói rất hợp ý của em. Để giải quyết tốt đề trên em sẽ giải thích vài từ và cụm từ trong câu nói. Xu hướng là thứ đang thịnh hành, đang được nhiều người quan tâm, trong tiếng Anh gọi là trending. Giải pháp do người khác đưa ra, đây là lời khuyên là kinh nghiệm hay thói quen của người khác đưa ra giúp mình hoặc giúp một ai đó mà bản thân người được giúp chấp nhận một cách thụ động hoặc miễn cưỡng. Như vậy ở đề bài trên em thấy hai ý lớn đó là chạy theo xu hướng và nghe lời khuyên làm theo người khác. Trong cuộc sống hối hả của ngày nay, chạy theo xu hướng theo chen là rất bình thường và phổ biến. Cả trong đời sống thực và đời sống ảo trên mạng cũng vậy. Ví dụ, mì tôm thanh long, đúng nhận sai cãi, ăn nói xà lơ, kiếp nạn thứ 82, vân vân với những chen đó sẽ thúc đẩy kinh tế số hơn, cả dịch vụ bán hàng truyền thống cũng tăng hơn và xã hội diễn theo chen là đúng, là hợp lý và tất yếu. Tuy nhiên, chen nào thì cũng có thời hạn, cái gì nổi lên rồi cũng có ngày chìm xuống, đó là quy luật. Chỉ có những giá trị cốt lõi bên trong chúng ta mới bền vững. Nếu sống mà chạy theo xu hướng sẽ rất mệt mỏi, tuy chỉ được những gì trước mắt nhưng sẽ mất cái lâu dài, thậm chí đánh mất mình đi chạy hướng bản thân mình. Nếu chúng ta chạy theo xu hướng chúng ta không còn là chính mình nữa mà sẽ sống cuộc đời của người khác đi theo giải pháp của ai đó đưa ra cũng vậy. Chưa chắc giải pháp họ đưa ra đã tốt hơn thứ mình đang làm vì mỗi một người đều có thế mạnh của riêng mình. Khi bản thân mình đang nỗ lực, bạn hãy nỗ lực hết sức mình vì bản thân chính là bản thể duy nhất biết bạn đang làm việc đó, có ý tưởng và thực hành việc đó từ đầu cuộc sống có muôn hình vạn trạng dù bạn đang ở lứa tuổi trẻ thơ học sinh hay người lớn thì bạn cũng đừng vội vàng chấp nhận điều mới mẻ nào cả mà hãy suy xét trước em nghĩ trên đời này ngoài những việc mọi người làm được như nhau thì có những khía cạnh khác chỉ có người đó mới làm được ví dụ việc mà mọi người làm được như nhau là ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt vân vân những thứ khác chỉ có cá nhân đó mới làm được như năng khiếu bẩm sinh khả năng đặc biệt vân vân ví dụ về động vật, con trâu thích ăn cỏ, nó khuyên bạn mình là con mèo nên ăn cỏ vì cỏ ngon nhất thế giới. Nhưng không, đối với con mèo cá rán mới là ngon. Từ đây ta mới hiểu được bài học. Con đường mình chọn là tốt với mình nhưng chưa chắc tốt với người khác. Do vậy, có những việc không thể chạy theo xu hướng hoặc không thể chấp nhận những giải pháp mà người khác đưa ra mà không phù hợp với chính mình. Vì mỗi một cá thể con người là bản gốc duy nhất nên chúng ta phải tìm lại chính mình. Chúng ta cứ thử tưởng tượng 30.000 viên gạch ngói trên đầu chúng ta mà xem. Thoạt nhìn chúng có vẻ giống hệt nhau, nhưng mỗi một nắm đất tạo ra chúng đã khác nhau rồi. Vị trí chúng xếp trên mái nhà cũng khác nhau. Mỗi một vị trí là duy nhất trên không gian mái nhà, mỗi viên gạch vốn đá khác như vậy. Nhưng chúng cùng tạo ra mái nhà chung. Người đời nói cần phải giống nhau để hiểu nhau, cần phải khác nhau để yêu nhau câu này đúng cả trong tình yêu và cuộc sống do vậy mỗi chúng ta phải tìm ra sứ mệnh của riêng mình để theo đuổi ông trời không tạo ra thứ gì thừa thái cả ngay cả màu rác hạt vụn cũng có tác dụng vậy thì cả cơ thể người thế này ắt có lợi ích vai trò và sứ mệnh riêng của cơ thể ấy do vậy cả bạn và mình chúng ta hãy cùng nhau tự tin lên và nỗ lực hết sức mình thay vì chạy theo người khác Ông trời tạo ra mình là duy nhất nên chúng ta hãy tự hào vì điều đó. Và tạo hóa có lý do riêng khi tạo ra mình, cớ sao chúng ta phải chạy đua theo xu hướng hay sống theo phong cách của người khác? Đôi khi chúng ta chạy theo chen vì nghĩ rằng mình kém cỏi không bằng bạn bằng bè, nhưng đó là sai lầm lớn. Bây giờ bạn và mình hãy thử ngẫm lại xem cái gì đã tạo giá trị của mình bây giờ? Học giỏi, xinh đẹp, mấy thứ này là do người khác khuyên bảo người khác cho hay tự mình nỗ lực cố gắng chắc chắn là tự mình rồi hãy lắng nghe lời khuyên bảo góp ý nhưng hãy hành động theo lời khuyên con tim mình mách bảo phải áp dụng điều đó trong cả học tập lao động và đời sống vì nó đúng niềm vui niềm hạnh phúc thực thụ chỉ đến từ bên trong không đến từ bên ngoài để đạt được giá trị gì đó phải xuất phát điểm từ bên trong bạn thường thì tất cả những gì chúng ta đạt được trong đời phải xuất phát từ khả năng của chúng ta chứ không phải từ giải pháp của người khác. Do đó, trong đời em thì em sẽ hòa đồng với xu hướng của thời đại nhưng hành động theo thế mạnh của mình, cảm ơn góp ý và lời khuyên của người khác nhưng làm theo sự hiểu biết và khả năng của cá nhân mình. Sống đúng với bản chất tốt đẹp của mình mà bản thân đã được ông trời tạo tác hóa duyên mà thành hình hài này. Thu Nguyệt. À kìa. cảm ơn bạn Thu Nguyệt rất nhiều. Bạn viết hay quá. Bài này thì tôi rất là ủng hộ thôi. Tôi mà chấm tôi cho điểm tuyệt đối luôn đấy. Các bạn thấy bài văn này như thế nào? Hãy viết bình luận của mình xuống phía dưới nha. Một em học sinh tên là Giơ Lan Thông, lớp 5B đã làm một bài văn rất là hài hước. Không thấy chấm điểm chỉ có lời phê là cần cố gắng nhiều hơn nữa chú ý cách dùng từ viết đúng chính tả đề bài này hãy tả lại một người thân trong gia đình em thì bạn dơ lan thông đã làm như thế này bài làm ba em tên y bl ui là lạ thế nhỉ mẹ em tên dơ lan noi chị em tên dơ lan sinh sống trong một ngôi nhà rất to và dài răng rắc. ui là ta thật thà thế nhỉ Hàng ngày có các thằng đến tán gái đó là chị Chị là xinh rất đẹp gái Và trắng ở đùi Ở trong người Ui da à? <laughs> Gì đấy Đi tắm thì cởi đồ ra thì rất là trắng Ui. À? Chị học thì hơi ngu hơn em Chị thì thích Chị Juna Cương Nên chị em nhảy lắc mông rất dẻo Em thì không thích chị vì chị chơi trai. Ơi. ôi, ồ, bạn này tá thật thà thế mà cô giáo toàn là sửa lại thôi. Ôi, bạn ấy tá thật thà thế còn gì nữa. Chứ chả lẽ bắt em nói dối à? Dễ thương thế chứ lại. Một cái bản kiểm điểm của một em học sinh và có đính linh ở đây nha. Tại sao lại phải kiểm điểm thì chúng ta hãy đọc luôn. Bảng kiểm điểm không làm bài 80-81. Con xin lỗi cô vì đã không làm bài tập đầy đủ. Vì con chép nhầm bài 80-81 thành 83-85 vào vở dặn do. Con đúng là có mắt như mù. Cô viết lù lù ở trên bảng chỉ có từ bảng chép vào vở. Thế mà vẫn chép sai. Mà con lại là học sinh xuất sắc nữa. Con nghĩ bố mẹ và cô rất buồn và thất vọng về con. Thế thôi á. Thế mà cũng thất vọng à bố mẹ con rất buồn đến nỗi không ăn ngon làm sai bài tập khác thôi mà có cái gì đâu nghiêm trọng thế nhỉ lúc đi học về con còn thấy mặt mẹ rất buồn con lên phòng ngồi kiểm điểm lại bản thân mình và tự hỏi tại sao mình lại chép dặn dò sai trong khi đó lu lu ở trên bảng con hứa từ bây giờ sẽ bỏ tính vội vàng để đi về nhà để không viết sai với dặn dò nữa ạ à. họ tên chấm chấm phụ huynh gì đấy ôi à! Làm sai bài tập thôi mà Không phải là sai kết quả mà là sai từ bài 80, 81 sang 83, 85 mà sao mà căng thế nhỉ Có khi nào chúng ta đang ép mạnh quá không Cái này là thành tích quá đấy Và như thường lệ bây giờ là một câu đố nha các bạn Chúng ta quan sát nhanh lên trên màn hình nào câu đố này rất hay đấy Câu đố Ba chị em nhà nọ đi chợ, chợ cách họ 800 mét Nhà chỉ có một cái xe máy Xung quanh có công an giao thông trực liên tục Làm như thế nào để đi một lượt cả ba chị em Mà vẫn không bị công an giao thông bắt Ai chả Khó thế nhỉ Các bạn thể hiện sự thông minh của mình xuống phía dưới xem nào Suy nghĩ đi, sau đó viết xuống phần bình luận ở phía dưới, sau đó tôi sẽ vào trả lời từ người một nha. Bạn nào quên like video hôm nay thì hãy để lại một like nha. Và cuối video xin đừng nói câu quen thuộc đó là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình video lần sau. Và tối thứ tư là tôi thứ bản toàn nha. Bye bye.